Ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Tiến Lực, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang, Trần Thanh Hòa, sinh năm 1991, ngụ thành phố Thủ Đức và Phan Thanh Hải, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Qua điều tra, từ đầu năm 2022 đến nay, lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận là rất lớn, bốn đối tượng hình thành đường dây mua, bán thận. Các đối tượng tìm người bán thận theo yêu cầu là nhóm máu, độ tuổi, quê quán, sau đó, nhóm báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả, tiến hành làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận. Nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, các đối tượng sẽ tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết. Bước đầu, công an xác định nhóm đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận. Trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công, mỗi trường hợp cần mua thận. Các đối tượng kêu giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Qua đó, nhóm đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Qua điều tra, công an đã bắt giữ được 4 đối tượng và khám xét nơi ở thu giữ nhiều đồ vật có liên quan. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.